Xin chào tất cả các bạn, tôi là Thùy Ngân, là người sẽ đồng hành cho các bạn trong chương trình học ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp. Và thưa các bạn, thì tiếng Hàn có vẻ rất là dễ trong cách đọc bởi vì hệ thống ngữ âm do vua Sejong sáng lập ra, nhưng cũng khó bởi vì cú pháp trong từng câu nó lại khác với lại cú pháp của tiếng Việt của mình, cho nên nó khó. Và có thể nói như thế nào? Trong tiếng Hàn thì cũng có câu đơn. Đây, có hai câu đơn như thế này. Thì làm sao chúng ta nói được? Và để ghép hai câu đơn này thì chúng ta phải dùng thêm một vài ngữ pháp nữa, từ hai ngữ pháp trở lên để có thể nối hai câu đơn này. Vậy thì với những câu này các bạn có thể nói như thế nào? Các bạn hãy cùng xem nha. Với hai câu đơn này, khi các bạn học cùng với tôi thì các bạn sẽ biết cách để chúng ta nối hai câu đơn này thành một câu ghép và làm cho câu của chúng ta trở nên hay hơn. Và với hai câu này thì chúng ta sẽ nối như thế này, dùng ngữ pháp nên chi hoặc là ngữ pháp pion. Nên ư nên pion. Và khi các bạn học cùng với tôi thì các bạn có thể tự các bạn đặt được câu tiếng Hàn. Vâng. Và học như thế nào bây giờ? Trong chương trình học ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp cùng với tôi thì các bạn trước hết các bạn sẽ học được ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp. Và thứ hai là các bạn thông qua ngữ pháp đó thì các bạn sẽ đặt thêm nhiều ví dụ đa dạng, các bạn sẽ được học thêm nhiều ví dụ đa dạng. Và điểm thứ ba đó chính là khi các bạn được học ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp và sau đó các bạn học thêm nhiều ví dụ đa dạng và các bạn sẽ chinh phục được việc đặt câu tiếng Hàn. Và đặc điểm bài giảng của chúng ta là gì nào? Thứ nhất, tất cả bài giảng này thì tôi sẽ đều viết qua tiếng Việt để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Ví dụ như ngữ pháp tiếng Hàn không rõ thì các bạn có thể nhìn tiếng Việt để các bạn hiểu rõ hơn. Và thứ hai là sau khi tổng hợp hết tất cả những ngữ pháp đó về cấu trúc ngữ pháp như thế nào, ý nghĩa của nó ra sao và cái cách dùng của ngữ pháp đó như thế nào thì các bạn sẽ được học nhiều ví dụ rất là đa dạng với nhau, từ câu đơn cho tới mẫu hội thoại hoặc cho tới nhật ký để các bạn có thể sử dụng trong lúc các bạn nói chuyện với người Hàn. Và thứ ba đó là xem đồng thời. Như lúc nãy tôi có trình bày là tất cả những câu từ câu đơn, câu ghép, từ ngữ pháp thì tất cả đều được dịch qua tiếng Việt để các bạn có thể rõ hơn. Vâng. Và cuối cùng, tôi là người sẽ giải thích cho các bạn từng chi tiết, cặn kẽ từng ngữ pháp, từng cấu trúc trong đó để các bạn có thể hiểu rõ ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp được dùng như thế nào. Đúng không các bạn? Rồi. Và câu slogan của chúng ta là gì? Hangugo Tojan. Có nghĩa là chúng ta hãy cùng nhau thử thách với tiếng Hàn nha các bạn. Chào các bạn.